30 ngày để trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt cô ấy thử thách này đặc biệt hiệu quả cho những gã đàn ông đang yêu nào cảm thấy mối quan hệ của mình có chiều hướng nhạt dần theo thời gian. Thật ra đây chuyện không của riêng ai, đàn ông đang yêu dù thú vị đến mấy thì đến một lúc nào đó cũng sẽ cảm thấy tình yêu của mình đang trở nên nhàm chán. Kiểu chẳng biết phải làm gì tiếp theo cho vui vẻ hào hứng, đây vừa là gợi ý vừa là thử thách vô, 30 ngày yêu không nghỉ phép ngày một hỏi rằng anh có thể làm gì cho em trong hôm nay. Đối với những cặp đôi, việc quan tâm nhau đang trở thành thói quen. Câu hỏi này sẽ giúp thói quen ấy sống dậy theo một cách rất khác. Đọc thêm về những chân lý tình yêu của đàn ông. Ngày 2. Hoàn thành một ngày mà không tỏ ra khó chịu hay sửa lưng cô ấy lần nào. Sự ngọt ngào vẹn toàn luôn là điều mà các cô gái tìm kiếm. Hôm nay hãy cho cô ấy cảm nhận điều đó rõ ràng nhất có thể. Ngày 3. Ôm nàng ba lần trong hôm nay, chẳng vì lý do gì cả, đàn ông đang yêu cũng chính là lúc anh ta ở trong trạng thái lãng mạn nhất của mình, chuyện này đâu có khó, ngày 4. Hôn cô ấy khi vừa gặp nhau vào lúc sáng sớm ngày năm, đề nghị cô ấy dành cả ngày hôm nay cho gia đình của mình, chính xác. Những mối quan hệ xung quanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình yêu của hai người, ngày 6 thử nấu một món ăn cho cô ấy, không chơi mì gói trứng chiên nha chiến hữu, đầu tư một chút. Nên xem trong mắt phụ nữ có 7 thời điểm đàn ông trông hấp dẫn nhất ngày 7, để lại một lời nhắn ngọt ngào trong túi của nàng, bỏ vào kín kín một chút, xem như một bất ngờ thú vị, ngày 8 một buổi ăn tối lãng mạn thì sao, thì phải có chứ sao, đối với những cặp đôi thì chuyện ấy chẳng phải là quá bình thường à, ngày 9 tư vấn cho cô nàng một bộ đồ hợp ý. Điều này cũng giúp anh em ít nhiều đấy, tránh tình trạng chờ đợi cô ấy đến mỏi mòn, ngày 10 một bó hoa bất ngờ đến nơi nàng đang làm, giúp cô ấy nở mũi một chút với bạn bè đồng nghiệp nào ngày 11 Nói với nàng rằng anh em yêu cô ấy đến nhường nào, ngày 12 cùng nhau cà phê với một đứa bạn cũ mà hai người đều biết, vẫn là câu chuyện về tình yêu và những mối quan hệ xung quanh nha anh em. Nên xem 27 tình huống chán chẳng muốn nói của đàn ông khi làm chuyện ấy ngày 13, đừng phán xét cô ấy trong hôm nay, vì bất kỳ điều gì, những lời phán xét có thể có ý nghĩa, nhưng không phải lúc này. Ngày 14, hãy nhớ rằng cô ấy là một món quà được ai đó mang đến cho chúng ta, rất đáng trân quý, tự nhắc nhở mình một chút, không thừa đâu, ngày 15. Chỉ nghĩ về những điều tích cực nhất mà cô ấy mang đến cho mình, tập cách quên hết những điều không trong tình yêu của mình, ngày 16, mỉm cười thật nhiều với cô ấy, ngày 17. Em mong đợi điều gì ở một người đàn ông và cố gắng trở thành một người như thế, ngày 18, hôm nay, đừng bắt cô ấy làm theo mình bất cứ điều gì, một ngày hoàn toàn tự do của nàng chẳng phải đó là điều chúng ta luôn mong muốn hay sao? Ngày 19, nói cảm ơn cô ấy vì mọi thứ mà hai người đang có ngày 20, hôm nay. Sẽ chỉ tập trung vào định hướng phát triển của hai người để một mối quan hệ phát triển lâu dài, rõ ràng vẫn phải định hướng bản thân cho tốt. Ngày 21, bỏ qua cho mọi lỗi lầm của cô ấy. Chỉ để mối quan hệ yên bình hơn thôi, ngày 22, kể ra những điểm mạnh nổi bật nhất của nàng, khen ngợi một chút, con gái yêu bằng tay mà anh em, muốn khen ngợi sao cho chuẩn thì tôi có đây, ngày 23. Đối đãi với nàng bằng tất cả sự tôn trọng, trong trường hợp anh em đã quên ngày 24, đừng ngắt lời cô nàng, trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ câu chuyện gì. Thử nghe nàng trình bày 100% ý định của mình xem nào, ngày 25, hỏi ý của nàng về mọi chuyện mình sẽ làm trong hôm nay, nên xem những nỗi sợ lớn nhất của đàn ông trên 30 tuổi ngày 26 khuyến khích cô ấy ngày 27 là một điều tốt cho sức khỏe của nàng đăng ký cho nàng một khóa yoga ngắn hạn cũng được ngày 28 nhìn cô ấy thật lâu không vì điều gì cả ngày 29 tất cả cuộc gọi tất cả email tay anh sẽ dắt tay em đi theo đừng để cho thứ gì làm phiền hai người ít nhất là trong lúc này ngày 30 nói với cô ấy rằng anh một gã đàn ông đang yêu đã hoàn thành rất tốt thử thách tình yêu dành cho em